Nó chào các bạn. Bữa nay tôi sẽ hướng dẫn mấy chúng ta làm một menu có sử dụng transition của CSS3 để làm hiệu ứng. Menu của mình là dạng menu sổ, sổ xuống và ba cấp. Nó tương tự như menu này. Chúng ta sẽ xem mẫu. Đây là cái mẫu. Thì gồm cái menu của chúng ta gồm có 5 nút chính, là gồm trang chủ, chương trình đào tạo, thông tin khóa học, thời khóa biểu và liên hệ. Trong chương trình đào tạo thì tôi có ba cái chương trình đào tạo chính là đồ họa 3D, 2D, thiết kế web. Và tại từng cái chương trình đào tạo ở đây nó có những cái môn mà ở trong đó sẽ được dạy. Vậy là chúng ta thấy ở đây gồm có ba menu, ba cấp: cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Đó. Thế thì ở đây cái file này thì tôi chưa đưa hiệu ứng vô để chúng ta dễ dàng nhận dạng từng cấp một. Ở trong quá trình tôi hướng dẫn thì tôi sẽ cho chúng ta thấy cái hiệu ứng của nó. Bây giờ để làm bài này thì chúng ta sẽ phải qua một số các tiến trình làm việc như sau. Thứ nhất là chúng ta tạo file HTML save lại. Thứ hai là chúng ta sẽ tạo các thẻ HTML cho menu của mình. Kế đó rồi chúng ta mới làm một file CSS rồi link vào với file HTML. Chúng ta định dạng menu bằng CSS của mình. Cuối cùng chúng ta mới thêm hiệu ứng cho menu của mình bằng những cái lệnh của CSS3. Đơn cử ở đây là tôi dùng CSS3 transition kết hợp với thay đổi thuộc tính, opacity và tọa độ top hoặc là margin. Chúng ta sẽ xem một số thẻ HTML khi chúng ta sử dụng chủ yếu trong menu như sau. Đầu tiên là chúng ta tạo các thẻ UL là những unordered list. Sau đó mỗi một cái nút của mình sẽ là được một một list. Trong mỗi một list thì chúng ta sẽ có những cái lệnh link cho cái nút của mình. Thì cái sụt gốc chúng ta có như sau. Đây. Thì đây là thẻ U. Đây là thẻ list. Và đây thì tôi chưa có cho thẻ E. Đấy, chúng ta muốn link ví dụ trang chủ chúng ta link đi trang index. Đó. Thì chúng ta sẽ có một cặp thẻ E. Thì một bộ của mình là một cái bộ trong menu là ít nhất chúng ta phải có một cặp UL, trong đó là phải có những cái list này tượng trưng cho từng cái nút một. Rồi sau đó thì trong mỗi một cái nút chúng ta phải có một cái thẻ link để khi kích đi nó sẽ link đi, và khi chúng ta style bằng CSS thì nó sẽ định dạng được theo giống cái menu của mình ở bên này. À, thì bây giờ bắt đầu tôi hướng dẫn chúng ta là đầu tiên chúng ta xin một file HTML và mình save xuống. Ví dụ tôi tạo một folder mới ở đây. Và file của mình là menu. Rồi, vậy là mình đã có file HTML. Chúng ta có thể cho thêm đây, chúng ta muốn một cái tiêu đề. Ví dụ như đồ họa media, ví dụ như vậy. Rồi. Bây giờ tại body thì chúng ta bắt đầu bỏ dữ liệu vô bằng các thẻ mà hồi nãy tôi vừa mới nói. Đầu tiên là tôi sẽ cho một thẻ UL. Tôi không thích để cắp lóc, tôi tắt cắp lóc đi. Và tôi đóng UL xuống. Trong này chúng tôi có ba, tất cả là chúng ta xem menu ha. Chúng ta có 1 2 3 4 5. 5 cái chính. Thì để tôi copy ngoài này vào thì chúng ta đỡ mất công gõ, và quan trọng là chúng ta style nữa. Đây. Tôi sẽ đầu tiên tôi mở một list. Rồi, để tôi gõ đi, tại vì tôi vẽ sang như thế này chúng ta sẽ cũng được ha, tôi vẽ sang như thế này. Thì tới đây chúng ta có một list.
Rồi, là một nốt đầu tiên. Và nốt thứ hai. Đó, và nốt thứ ba. Nốt thứ ba. Nốt thứ tư. Chưa được. Và nốt thứ cuối cùng. Refresh là chúng ta có 5 nút chính, là gồm chương trình, trang chủ, chương trình đào tạo thông tin khóa học theo các biểu liên hệ. Bây giờ tôi muốn trong chương trình đào tạo của mình, chúng ta sẽ lại có tiếp như thế này, đồ họa 2D, thiết kế web, đồ họa 3D ha. Thì ở đây tôi sẽ gõ vậy. Đây, tại chương trình đào tạo mình có thêm nội dung bên trong, thì chúng ta sẽ mở cái circle này xuống. Đó. Đó. Một cái danh sách này nó sẽ được mở rộng ra. Và sau đó thì chúng ta sẽ gõ vào đây một URL mới. Trong này chúng ta sẽ khai báo từ từ từng list mới. À, ví dụ như lấy thứ nhất là đồ họa 2D. À, list kế theo. Là thiết kế web. Và list thứ 3 là đồ họa 3D. Dạ. Tiếp theo nữa là tôi muốn trong đồ họa 2D thì tôi sẽ được đồ họa 2D, tôi sẽ có những cái môn như thế này. Illustrator, Photoshop, Corel Draw X6, Corel Draw 6 và hệ thống nhận dạng thương hiệu. Đó là những cái môn mà trong quá trình đồ họa 3D học. Và chúng ta có 5 nút. 1, 2, 3, 4 ha. Thì tôi sẽ gõ vào đây 4 cái list mới. Thì bây giờ tôi, nãy giờ thì tôi đã chỉ chúng ta gõ ở dưới code. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cách sử dụng trên cái màn hình design để làm thêm. Ví dụ trong thiết kế đồ họa ở đây, thì thay vì hồi nãy theo như nữa thì chúng ta sẽ mở xuống và chúng ta mở URL vào trong này như thế này. Tôi sẽ làm thử một lần nữa cho mấy chị nhớ, sau đó thì tôi sẽ sửa lại. Tôi sẽ dùng trên màn hình design. Và đây là list tiếp theo. Và ví dụ như mình học là Adobe Illustrator. CS6. Đúng không? Thì nó như vậy. Thì mình thay vì mình làm tiếp code như vậy thì tôi sẽ hướng dẫn chúng ta làm như vậy. Chúng ta coi ha. Tại màn hình design thì chúng ta enter xuống dòng. Khi enter xuống dòng nó sẽ tạo một cái list mới. Và tại bảng property chúng ta có những cái nút để indent và outdent. Thì khi chúng ta nick nút indent đó, nó sẽ tự động, chúng ta thấy là tự động nó sẽ tạo một cặp hẹo URL và list, một cặp list mới cho mình. Như vậy có nghĩa là khi chúng ta tạo in thụt đẩy indent, tức là nó thụt vào một cấp, nó tạo cho mình thêm một cấp menu mới. Đó, một cấp mới nữa. Mình outdent thì nó chạy trở ra. Chúng ta nhìn code nha. Khi chúng ta nắm được code vững thì chúng ta làm những việc ở trên màn hình này nó nhanh hơn và chúng ta phải hiểu chuyện gì xảy ra bên dưới. Rồi tại đây đồ họa 2D. Chúng ta sẽ học gì, chúng ta gõ vô đây Adobe Illustrator CS6. Rồi.
Cứ như vậy chúng ta có thể là bây giờ thiết kế web, tôi enter xuống dòng và tôi in đơn, tôi thu tục vào một cấp. Thì thiết kế web chúng ta sẽ học layout web. Thì chúng ta cứ thế chúng ta nhập dữ liệu đã ha. Chúng ta sẽ thấy là bên này nó sẽ tạo cho mình một thẻ UML là mới thuộc vào nó sau của thiết kế web, và chúng ta có layout web ở đây. Bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ học về trong Dreamweb đi. Mà không biết chữ Adobe nữa là để biết về cho anh này. Dreamweaver CS6 thì nếu mà cầu toàn thì tôi ghi thêm thêm là HTML5. Rồi. Flat CS6. Dạ, tương tự như vậy. Ở đây chúng ta đồ họa 3D. Chúng ta cũng in đơn vào và chúng ta sẽ hay là get 2D 3D. Rồi. 3D S mark cơ bản. Rồi. Thiết kế nội thất V-Ray. Đó. Vậy thì chúng ta đã có một cái menu, một cái hệ thống gồm nhiều cái chương trình như thế này. Vậy là chúng ta thấy đến rồi có ba cấp. Cấp thứ nhất là trang chủ chương trình thông tin khóa học thời khóa biểu liên hệ. Cấp thứ hai là gồm có đồ họa 2D, thiết kế web, đồ họa 3D. Và cấp thứ ba là các cái môn học trong từng cái thiết kế đó nữa. Chúng ta thấy ba cấp ha. Bây giờ tôi sẽ save lại một lần nữa. Vậy là chúng ta xong được hai tiến trình trong quá trình làm việc của mình, tức là tạo HTML tại các thẻ HTML. Và bây giờ chúng ta sẽ còn thiếu các thẻ này để cho nó link. Vậy thì có hai cách, tôi cũng vẫn muốn chỉ chúng ta cái code trước tại trang chủ. Chúng ta thường thường trang chủ thì chúng ta sẽ link đi trang index. Thì khi này nó sẽ tạo cho khi gõ xong nó sẽ tạo cho mình như thế này, tức là mình quét gõ ở đây ha. Tôi quên. Bây giờ mình tự làm này, chúng ta sẽ gõ A này, address này. Và bây giờ chương trình đào tạo chúng ta ghi là chương trình đào tạo .html. Ở ra khỏi nháy đâu chúng ta đóng thẻ lại, và sau phía này hết cái phần chữ chúng ta phải mở dấu và đóng thẻ lại. Chúng ta cũng có thêm một nút nữa. Vậy là chúng ta có hai cách ha. Một là chúng ta gõ thẻ một cặp thẻ A bao quanh cái dữ liệu text của mình, của hệ thống nút, cái nút của mình. Thứ hai là chúng ta sẽ quét chọn rồi chúng ta gõ ở dưới cái bảng link ở dưới này, thì một cặp thẻ nó sẽ bao quanh lấy cái chỗ chúng ta đang quét chọn. Vậy thì đồ họa 2D chúng ta sẽ ghi chứ ở đồ họa DH2D HTML. Vậy. Rồi. Illustrator. Chỗ này mình gõ dư một chút. Thì chúng ta có thể quét chọn tiếp và chúng ta gõ ở đây A. Vậy đó, và cứ vậy chúng ta sẽ link cho nó đủ bài. Đây thì sẽ link đi Photoshop. Ở đây chúng ta sẽ link sang phần chúng ta học Corel. Đây chúng ta sẽ học về nhận dạng thương hiệu. Và tiếp theo đây phần thiết kế web. Layout web
Dream HTML. À, tôi muốn nó bao luôn cho nên tôi chơi cái thẻ A qua đây. Rồi, flash. Rồi, đồ họa 3D. Dạ. Get 2D 3D. Nội thất về đây. Thông tin khóa học. Rồi, khóa biểu. Cuối cùng là nút liên hệ. Rồi, vậy là chúng ta vừa hoàn tất tất cả các tiến trình của phần khởi đầu, là chúng ta tạo một main file HTML, chúng ta nhập dữ liệu vào cho hệ thống menu của mình, và chúng ta tạo những cái thẻ A, là những cái thẻ liên kết cho từng cái nút của mình. Sau đó thì chúng ta sẽ save lại một lần nữa, và bây giờ chúng ta sẽ đi cái tiến trình thứ ba là chúng ta sẽ tạo file CSS link vào. Chúng ta có thể code thẳng trong file này luôn, nhưng mà tôi sẽ link làm một cái file bên ngoài để tôi link vô. Do vậy tôi xin tiếp một file CSS ở đây. Và tôi sẽ save lại liền. Đây là menu CSS3 folder lúc đầu chúng ta tạo. Chúng ta sẽ tạo thêm một cái folder CSS và cái file này tôi sẽ đặt lại ở đây là một cái file default. Tôi gõ dư cái chữ để tôi sửa lại một chút. Mình có thể sửa ở đây. Rồi. Thì bây giờ tôi sẽ link vào từ bên trang kia, tôi đót tớt mới cái file này đi. Bây giờ tôi sẽ link file CSS hồi nãy chúng ta vào, thì chúng ta nick đây, hoặc là tôi muốn chúng ta coi code trước. Thường thường khi link vào thì đa số là người ta link ở trên phần head. Thì đây là phần head, tôi sẽ dùng một thẻ gọi là thẻ link với cái href của mình, là chúng ta route tới cái file chúng ta vừa mới tạo. Và chúng ta khai báo đó là một cái style sheet với cái kiểu này là những cái text CSS. Thì lúc này nó sẽ được đưa vào đây, đó, nó là một cặp đôi nha. Cách khác là mình, nếu mà chúng ta không nhớ những cái thẻ lệnh này thì chúng ta chỉ cần tại bảng CSS style này chúng ta click nút link. Attach style sheet ở đây, và chúng ta sẽ browse, chúng ta chọn cái file menu của mình. Đây menu CSS3 CSS default. Đấy. Chúng ta sẽ chọn chính xác và nó sẽ đưa vào. Nó cũng kẹp vào đây. Vậy là chúng ta đã link thành công một file CSS được với file HTML với nhau. Thì sau đó thì khi chúng ta mình style cái gì bên này thì nó sẽ tương chỉnh sửa định dạng cho cái bên menu của mình. Đầu tiên thì tôi không muốn để cái chương trình mình nó như vậy, tức là những cái chữ không biết là phông gì, thì tôi muốn định dạng mặc định ở trang web của tôi làm sao đó, thì tôi sẽ mở một thẻ body. Trang thẻ body này cho tôi sẽ cho là phông của mình, tôi dùng phông family, tôi lấy phông Arial, và size tôi sẽ lấy phông size cỡ 14 thôi. Và tôi muốn mặc ghi nó sẽ bằng 0.
tất cả trên dưới trái phải chúng ta sẽ có một cái bằng không hết như thế này. À, cho nó sát lên. Rồi bây giờ menu bên này thì tôi sẽ định dạng nó bằng một cái CSS như sau. À, tôi sẽ ghi ở đây trước cũng được. Thì menu tôi sẽ ghi một cái dấu thăng NAV, tôi chưa định dạng gì cả. À, tôi save lại một cái. Bây giờ tôi muốn URL này được gói trong một cái div với cái ID của mình là navigation là viết tắt, và tôi sẽ đóng div này lại. Vậy là chúng ta có một cái menu được gói ở trong một một thẻ div, một cái phạm vi nhận dạng như thế này. Bây giờ tôi định dạng NAV. À, navigation mình muốn gì? À, tôi nói là độ rộng của navigation này là khoảng 80%, tôi phút lấy 80%. Và margin, à, tôi muốn ở phía trên xuống khoảng 20 pixel và hai bên trái phải căn giữa cho tôi. Thì tôi sẽ định dạng như thế này. À, thì tôi có 80% và căn giữa. Tiếp theo, tôi định dạng UL, những UL nằm trong navigation này. Để tôi đưa cái này ra đây cho dễ quan sát. À, thì tôi sẽ ghi thế này, navigation UL. Đấy. Tức là trong cái thẻ div navigation chúng ta có ở trên này, chúng ta có rất nhiều những cái thẻ con có tên là UL. À, tức là bộ menu cấp 1 chúng ta có một cặp UL, bộ menu cấp 2 một cặp UL nữa, và chúng ta có 3 bộ menu cấp con, cấp 3 là chúng ta gồm có 3 cặp thẻ UL nữa, tức là rất là nhiều. Thì tôi muốn là tất cả những UL ha bên trong này thì nó đều được không có chấm đầu dòng hết. Chúng ta đang thấy nó có chấm đầu dòng các cấp, thôi tôi nói là không. Rồi tôi mới nói là thôi đừng có margin gì hết, thì margin tôi cho bằng 0 và padding tôi cũng để bằng 0 tiếp. Thì sau khi xong chúng ta kích nút refresh, chúng ta sẽ thấy là mọi thứ nó bao nhiêu cấp nó sẽ hóa giải hết và nó nằm sát lên trên là margin top bằng 0 và padding left bằng 0. Bây giờ tôi định dạng từng list một. Rồi, mỗi một list trong này thì tôi cần có hai lệnh. Lệnh thứ nhất là tôi muốn nó nằm ngang lên floor left. Chúng ta sẽ xem. Đấy, nó bung ngang lên. Lệnh thứ hai là tôi muốn nó có một cái position related. Để xíu nữa những cái menu con tôi sẽ định dạng theo cái menu chair, theo cái list chair này. À, tiếp theo tôi định dạng A. À, các khoảng trắng tôi ghi A. Thì những A này tôi sẽ định dạng như sau. Thứ nhất là tôi muốn background, tôi lấy một màu hơi sậm ở chỗ này. Tôi muốn hiển thị khối ra. Đây. À, chúng ta sẽ thấy như thế này. Rồi, chữ không muốn màu xanh thì tôi dùng color chọn màu trắng. Tiếp theo là tôi muốn không có gạch chân thì tôi dùng text decoration. Chúng ta sẽ thấy như thế này. Tiếp theo nữa, tôi sẽ muốn chiều cao, chiều cao dòng line 2 tôi sẽ đưa lên 30 pixel. Đồng thời padding trên dưới tôi đã có lại chiều cao dòng tính rồi, tôi để bằng 0, nhưng mà hai bên mỗi bên cách nhau 10 pixel thì chúng ta có như thế này. Hiện giờ chúng ta chưa thấy nó ra rõ được là bởi vì những cái list này nó có con menu bên trong. Thì chúng ta xem vài mẫu trước đây để chúng ta thấy. Khi mà từng cái list được float app thì nó nằm ngang qua thế này, nằm ngang vậy. Rồi xíu nữa cái module con tôi mình sẽ định dạng tiếp để nó sẽ lọt vào bên trong.
À, tôi muốn mỗi một thẻ A ở đây đó, nó sẽ được cách nhau một khoảng trắng, thì ở đây tôi sẽ dùng một cái chút xíu margin. À, margin trên dưới bằng 0, nhưng mà hai trên trái phải tôi cho một pixel. Rồi. Bây giờ tôi sẽ định dạng cho khi tôi đưa mouse vào A hover. Thì hover tôi đơn giản là tôi chỉ cho background đổi màu tươi hơn một chút thôi. Rồi, chúng ta có thể test ngay đây. Thế này. Giờ bây giờ đến lượt chúng ta sẽ định dạng từng cái cấp UL cấp 2, cấp 3. Nãy giờ chúng ta đi cấp thứ nhất đúng không? Đây là cấp thứ nhất, tôi có thể ghi chú ở đây cho mấy anh chị. Tiếp theo thì tôi muốn định dạng menu cấp 2. Thì menu cấp 2 tôi sẽ bắt đầu viết ở dưới này như sau. Thì chúng ta đang có navigation nav cấp 1 và bây giờ cấp 2. Thì menu cấp 2 này tôi sẽ ghi ở đây là tôi muốn position nó absolute theo định dạng của che, với top là từ ở trên xuống thì chúng ta 30 pixel. À, chúng ta có 30 pixel cho chiều cao. Thì ở đây tôi sẽ top tôi cũng đẩy xuống tới 30. À, và left. Thì tôi muốn là nằm ngay sát mé trái cho zero. À, cho cấp UL đầu tiên. Tiếp theo là tôi sẽ định dạng cho những cái dòng list ở trong UL cấp 2 này như thế này. Tôi sẽ nói rằng mỗi một list ở đây chúng ta sẽ có độ rộng nhất định nào đấy. 180 pixel. Bạn sẽ refresh lại. Khi mà chúng ta sẽ định dạng cấp con là được 180 thì nó sẽ được như thế này. Chúng ta bật live và mở lớn ra luôn nè. Đây là ba nút chính, và khi đưa mouse vào bạn thấy cái màu có tươi là do hồi nãy mình a hover. Các đồ họa này thì bạn nó chạy hết xuống đây là bởi vì thứ nhất là chúng ta chưa có cho cái cấp thứ ba đi ra, thì mới định dạng cấp thứ hai thôi, thì nó sẽ đồng với nhau thế này. Rồi tiếp theo tôi sẽ định dạng cho A của cấp con một tí. Ví dụ như cái vô công cấp con thì cái màu nó sẽ khác. Nó refresh lại nha. Đó. Thì 180 pixel nó phải đóng ngoặc lại luôn thì nó mới sẽ ra chính xác, chúng ta xem lại chính xác đúng không? Đó. Đây là từ đây đến đây 180. 180. Tôi cũng muốn nó hở ra một pixel. Đó. Hở một pixel ra thì đây tôi sẽ ghi thêm mỗi một cái list này. Tôi định dạng A đi, định dạng A rồi tôi cho A nó hở. Đây. Thì tôi muốn định dạng A thì tôi tiếp tục như thế này. Đó. Và tôi biểu là tại cái A này thì màu sắc khác một chút xíu cho tôi, thì tôi sẽ cho color. Color này tôi lấy một cái màu như thế này. Nó rõ hơn xí nha, thì tôi sẽ lấy một cái màu hơi cam cam đi. Chúng ta sẽ thấy hơn. Đây là màu chữ nhé, tôi muốn màu background cơ nên tôi sẽ đổi lại. Là màu này. Đó. Thì đây là cái phần menu con đúng không, và tôi muốn nó hở. Tôi sẽ dùng margin tiếp, mà bây giờ tôi không dùng margin hai bên mà tôi dùng margin trên dưới. Trên dưới để một pixel và hai bên tôi bảo bằng không.
À, bây giờ tôi mình sẽ đi định dạng menu cấp 3 à, để cho nó bung ra. Hiện giờ đang nằm chồng lên nhau ở chỗ này à, menu cấp 3. Menu cấp 3 thì tôi dùng à, lại thẻ này và cách một khoảng trắng nữa. Mình lại dùng position absolute nữa. Và lúc này thì tôi sẽ cho top thì bằng 0. Nhưng mà left thì nó sẽ chạy ra tới 180 so với cha của nó là menu cấp 2. Thì chúng ta sẽ thấy là đẩy ra như sau. Đó. Chúng ta bật qua đây. Đây là cấp 1, đây là cấp 2 và đây là cấp 3. Thì cấp 2 chúng ta cũng tôi nói là cái position là cái vị trí của nó. Menu cấp 2 là gồm vị từ đây đến đây. À, tôi cho chiều rộng là 180 pixel. Chiều cao tôi không nói gì thì nó kế thừa cái chiều cao dòng 30 pixel của cấp cha, nó sẽ bỏ xuống cho cấp con. Và position tọa độ tôi nói là từ trên xuống đây là 30. Left so với cái list này thì ở chỗ này là left bằng 0. Kế theo là cái menu cấp 3 so với cấp 2. Thì cấp 3 này thì tôi muốn là khi mà sổ ra thì nằm cùng cùng chiều cao, tức là top bằng 0. Chứ cái top không có đẩy sâu xuống như là menu cấp 2 với cấp 1. Menu cấp 3 nó sẽ nằm ngang hàng thì tôi cho top bằng 0. Nhưng mà nó sẽ được đẩy sang bên tay phải 180 pixel. Tôi sẽ thêm một pixel nữa để cho cách cái khoảng trống này ra. Thì thay vì 180, tôi sẽ để ở đây là 181 hoặc 182. Hoặc là chúng ta để ở đây là margin 1 pixel trên dưới trái phải. Thì tôi cho thêm một pixel nữa đi. Thì lúc này chúng ta sẽ có là hai bên này, các bên này ra. Tôi muốn chúng ta nhìn thấy rõ hơn thì tôi để cái này margin 1 pixel luôn. Đấy. Thì chúng ta thấy là nó tách ra rất là rõ đấy. Và chúng ta ba cấp, thì cấp thứ ba này bây giờ tôi muốn định dạng là background của nó cũng màu khác so với lại cấp 2. Thì ở đây tôi sẽ cho một background màu ở đây. Bây giờ tôi cũng thích là đưa vào trong A của cấp thứ ba. Thì list của cấp thứ ba không có thay đổi nhiều so với cấp thứ hai, tức là độ rộng cũng là 180 181. Tôi để lại 180. Với margin là được rồi. À, thì lúc này mình sẽ có được là không cần định dạng à, tại vì nó giống nhau thì ta không cần định dạng lại, chừng nào có sự khác nhau à, khác không kế thừa cấp trên những điều gì đó thì chúng ta mới đầu chúng ta mới vô đó thêm một cấp list cấp của nó để sửa lại. Còn nếu mình kế thừa y chang thì mình không cần phải sửa lại. Thì tại đây là list thì tôi thấy kế thừa 180 rồi. Nhưng A thì tôi không thích background màu vậy. Thì tôi muốn background màu khác. À, do vậy tôi sẽ đi vào A của cấp thứ 3, 1, 2, 3 và A. Nếu bạn cầu toàn mà có thể như thế này cũng được. Đó, list và A. Bây giờ thì tôi sẽ muốn dùng background một cái màu khác. Tôi sẽ lấy màu mè một chút, chúng ta nhớ bài. Màu màu tím tím ha, tím tím đỏ đỏ đi, hồng hồng tím tím đây. À, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta có đóng thẻ lại đã. Đây. Đây là cấp 1, tôi mở qua đây. Chúng ta có 3 cấp rõ ràng, cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Tôi sẽ lấy màu sậm hơn một chút. Chúng ta muốn màu pha thì chúng ta 2 chấm. Rồi chúng ta đi color, rồi chúng ta đi vào đây, chúng ta sẽ tự pha. À, tôi lấy một màu hồng hồng mà nó hơi đậm xuống đây, à, hồng màu hơi rượu mặn một chút, à, cho nó bớt. Đây được không? Đây là cấp 1, cấp 2, cấp 3. Cái màu cam này tôi cũng cho sửa lại một tí xíu. Đây là cấp 2. Rồi. Chúng ta sẽ có được 3 cặp. Mình đổi màu gì đây? Đợi tôi chút xíu. À, mình chưa có tấm vải nữa. Đây. Chúng ta có 3 cấp đúng không? Cấp 1, cấp 2 và cấp 3.
Bây giờ bắt đầu mình sẽ làm thành menu bằng cách là mình ẩn đi. Thì khi mình đưa mouse vào đến đâu thì nó sẽ đưa ra sổ ra cái menu con cấp đó. Thì bây giờ là cấp thứ ba nó đang chồng lên nhau, là chúng ta thấy không? Cho nên nó lộn xộn thế này. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành, chúng ta ẩn đi. Chúng ta thấy là bây giờ menu này ẩn đi nè. Đưa mouse vào nó mới show ra. Rồi, 2D có bao nhiêu thôi. À, web có này, đồ họa có vậy. Vậy thì làm sao mình ẩn đi? À, nó là cái khó nó ở chỗ đây. Chúng ta để ý kỹ ha. Chúng ta muốn ẩn đi, vậy là cấp nào mình ta muốn ẩn thì chúng ta đi vào chúng ta viết. Thì thường thường là cấp cha thì mình để lại cấp thứ hai, cấp thứ ba, tức là con và cháu, chúng ta sẽ ẩn đi chỗ này. Ở đây tôi sẽ ghi thêm một lệnh là chúng ta có thể dùng hai ba cách. Một là dùng visibility, và tôi dùng thuộc tính hidden, hoặc là chúng ta dùng display. Display 5 là sẽ biến mất, và display lock thì nó sẽ xuất hiện lại, hoặc là chúng ta dùng opacity. Ở đây tôi vừa sử dụng visibility và opacity để xíu nữa chúng ta sử dụng transition, chúng ta sẽ cho nó chuyển lên. Trước mắt thì tôi dùng visibility và tôi dùng hidden trước. Thì bây giờ menu của mình nó sẽ được giấu đi đó, tất cả. Thì vì tại sao mình chỉ viết thế này thôi, đã hidden rồi thì tùy theo thôi. Nếu mình cầu toàn chúng ta sẽ viết riêng những cái này sang một bên, thì tôi để tôi muốn viết riêng ra cho chúng ta quan sát dễ hơn. À, thì bây giờ tôi muốn cho một cái định dạng thuộc comment CSS ở đây một chút. Đóng mở menu. Đây là những cái lệnh đóng mở menu. Thì thứ nhất là tôi muốn thế này. Menu UL cấp thứ hai, UL cấp thứ ba. Tôi sẽ ghi vào đây. Đấy. Tất cả những UL cấp 2, cấp 3 này, bây giờ tôi sẽ lấy lại cái lệnh trên VCBT. Khi tôi lấy lại hiện giờ là nó đang mở ra, và tôi sẽ gọi vào đây. Đó. Như thế này, thì tôi muốn nó viết riêng ra, tôi không muốn để chung vào những cái lệnh định dạng ở trên. Để chúng ta dễ quan sát, ở đây trên này nó chỉ định dạng mà thôi. Và muốn đóng mở thì chúng ta có cái phần này. À, thì phần này là phần chúng ta đóng đi. Chúng ta ẩn đi rồi đây ha. Bây giờ ta mở. Chúng ta muốn mở menu ra thì chúng ta sẽ viết như sau. OL Nice 2 chấm hover và UL. Rồi chúng ta sẽ ghi vào đây là visibility visible. À, xuất hiện trở ra. Xuất hiện trở ra khi cái những cái list của tôi khi hover vô mà có UL bên trong, tức là có con bên trong, thì chúng ta yêu cầu nó hiển thị trở lại. Và trên giờ chúng ta sẽ test, save lại và chúng ta test đây. Thì chúng ta thấy là cái cấp thứ ba nó không sổ, không có sổ ra. Thì bạn đi vào cấp thứ hai thì cái số cấp thứ ba nếu có nó sẽ mới được mở thế này và tiếp tục. Thì ở đây là bởi vì cái menu này nó chúng ta gõ chữ nó dài cho nên là nó không đủ 180, không đủ nó mới xuống dòng như thế này. Thì nếu muốn chúng ta có thể là thường thường thì những cái chữ ở trên đây là người ta sẽ phải kiếm cái nội dung sao cho nó ngắn nhất, xúc tích nhất có thể để giới thiệu, chứ không thể là viết một cái tràng giang đại hải trên menu được. Thì do vậy ở đây tôi muốn bỏ bớt đi, tôi không cần phải HTML 3 CSS 5 làm gì ở đây. Cái này hồi nãy là cái gì đây, đồ họa ha, đồ họa 2D rồi 3D. Còn thiết kế web đây, bỏ bớt hai này. Thì đương nhiên là học Dreamweaver chúng ta phải học CSS rồi HTML và PHP vân vân, rồi không cần phải giải thích nhiều. Thì chúng ta sẽ xem lại design đấy, thiết kế web đó, nhìn nó đẹp hơn. Đó. Thông tin khoa học thì mình chưa cho menu vô. Bây giờ tôi muốn làm một chỗ thôi, là một nút là có menu con, menu cháu, tức là có menu cấp 2, menu cấp 3 thôi. Rồi sau khi mình style xong rồi thì bạn muốn bao nhiêu cấp vào cho các cái nút khác, chúng ta chỉ cần nhập vô thôi và định dạng nó tương tự hết cho mình. Thì vậy là nãy giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn ta đi được là định dạng cho một menu gồm có 3 cấp. Cấp thứ nhất,
cấp thứ hai và cấp thứ ba mình đã đóng mở được, tức là mình VC DDT hai đơn ẩn nó đi, và khi lease hover thì tôi mới show ra từng cấp một. Tiếp theo bây giờ tôi sẽ sử dụng hiệu ứng chuyển cảnh, thì chúng ta sẽ xem một số mẫu. Tôi có một mẫu ở đây CSS3 Navigation phải này không đây, thế này tôi có hiệu ứng một chút xíu đó, tức là khi tôi đưa mouse vào cái cấp thứ hai của tôi từ ở bên dưới nó chạy lên, và lúc đầu nó mờ mờ chạy lên nó tỏ dần vậy là chúng ta phải có một chút xíu transition và có sử dụng một trong hai cái tọa độ để định dạng. Chúng ta có thể dùng margin đầu tiên để trên đây là margin sâu, sau đó thì cho margin lên, hoặc là tôi đang có sử dụng top. Lúc nãy tôi để top từ ở trên xuống đây là 30, thì tôi nói bây giờ khi đưa mouse vào đầu tiên thì tôi không để 30 nữa, tôi có thể để 50, 60 dưới này, thì khi đưa mouse vào mới chạy lên 30. Đó, ta định dạng sử dụng top, thuộc tính top. Thứ hai là tôi dùng opacity, lúc đầu tôi để ở đây mà opacity mờ bằng 0, và khi đưa mouse vào đây thì sẽ chạy lên opacity bằng bằng 1 trở lại. Tiếp theo là từ menu cấp 2 sang menu cấp 3 thì lúc này đã không chạy từ dưới lên mà chạy từ bên phải vào. Từ bên phải vào. Vậy thì menu cấp 3 tôi đang sử dụng cái thuộc tính left tọa độ trái. Tọa độ trái tôi đang để 180. Vậy thì tí nữa chúng ta sẽ để nó sửa lại là 200 hoặc 250. Từ 250 khi tôi hover vào sẽ chạy vào vị trí 180 kết hợp với opacity từ 0 lên 1, là chúng ta có được cái menu hiệu ứng như thế này. Thì chúng ta bắt đầu làm như sau. Chúng ta muốn có transition chạy như vậy thì chúng ta sẽ viết transition vào trong UL này. Đồng thời với việc mình ẩn đi thì mình sẽ gán trước một lệnh transition sẵn vào đây. Tôi sẽ lấy lại transition cho các bạn. Nó gồm 3 thuộc tính. Thứ nhất là tôi dùng tất cả các cái thuộc tính. Chúng ta có thể transition độ rộng, transition chiều cao, transition channel x, channel y, rồi scale x, scale y, hoặc là những cái thuộc tính của nó rất là nhiều. Thì đây tôi lấy hết, tôi dùng hết. Trong đó tôi muốn sử dụng cái gì thì tôi sẽ viết sau. Và tôi nói rằng sẽ cái time function của nó, đó là cái tốc độ chạy của nó đó, nhanh dần, chậm đều, dần dần, hoặc là cái này trong quá trình học lý thuyết chúng ta biết ha. Thì giờ tôi sẽ ghi ở đây là as in. Đồng thời tôi sẽ nói rằng bao nhiêu lâu thời gian của tôi sẽ là 2s. Ghi trước như thế cái đã. Rồi bây giờ chưa có chuyện gì xảy ra đâu, bây giờ mình phải viết đã. Đây định dạng menu cấp 2, lúc đầu tôi để 30, bây giờ tôi muốn là từ dưới chạy lên, cho nên tại đây tôi sẽ ghi là 60. Rồi khi mở ra đây, khi mở ra đúng không, thì tôi muốn ở đây là khi mở ra thì tôi cũng đi như thế này, thì chúng ta mới có một cấp thôi. UL đi hover UL thì là cái đây là cấp dành cho cấp thứ hai nhé. Tí nữa tôi định dạng cấp thứ ba mình sẽ viết thêm. Thì ở đây tôi sẽ cho là top bằng 30. Đó. Thì lúc đầu là nó sẽ ta đang sửa lại từ 60 và chạy lên 30. Chúng ta test chỗ này. Ở trong quá trình này chúng ta test trong chương trình nó không có hiểu, chúng ta sẽ chạy ra ngoài. Đây. Đúng không? Đó. Tôi cố tình để thời gian rất là chậm. Đó, để chúng ta thấy là từ đây đưa mouse vào, từ tọa độ 60 chạy lên tới tọa độ 30. Rồi. Tiếp theo là tôi muốn định dạng cho cấp thứ ba. Cấp thứ ba thì tôi sẽ viết như thế này. Chúng ta copy thêm cái bộ của cấp thứ hai xuống và tôi thêm một UL ở đây nữa. Vậy là cấp cha, cấp con. Khi đưa mail vào cấp thứ hai hover sổ ra cấp thứ ba thì tôi nói left như thế nào?
Thì ở cấp này chúng ta đang có lép 180 và tôi cho lép là 200. Từ vị trí 200 thì tôi xin tôi đưa hover vào thì tôi cho lép chạy vào 180 đó, giống như hồi tôi có nói hồi nãy. Bây giờ chúng ta sẽ cho nhạy nhanh hơn một tí xíu ha. Thay vì transition là chúng ta để 2 giây, chúng ta để 1 giây thôi. Rồi chúng ta test thử. À, ra đây refresh đi. Đây. Wow. Thì chúng ta đang có từ 200 chạy vô thì đúng rồi. Nhưng mà nó lại bị top chạy xuống 30 ha. Do vậy mình sẽ phải ghi vô left nhưng mà top thì không bị kế thừa mà nó nằm zero chứ không phải 30 ha. Rồi chúng ta sẽ test tiếp. Đây. Cấp 2 chạy lên từ vị trí 60. Cấp 3 chạy vô từ vị trí 200. Đúng chưa? À, đưa vào vậy. Đưa lên từ 60 chạy lên, từ 200 chạy vào. Vậy là chúng ta đã vừa thành công được hiệu ứng transition của CS3. Nhưng mà nó còn hơi cứng. Thứ nhất là tôi muốn nó đi nhanh hơn. Thứ hai nữa là nó phải opacity, tức là cái độ mờ đó nó chuyển êm hơn. Do vậy tôi sẽ ghi thêm tại đây. À, tôi vừa hai lần và tôi vừa gán thêm là opacity của tôi để bằng không. Và khi mà tôi đưa tôi hiển thị lên, tôi đưa lên chạy lên thì opacity ở đây tôi sẽ cho bằng 1. Tương tự như vậy ở dưới cái menu cấp 3 tôi cũng cho opacity được chạy lên bằng 1. Rồi, chúng ta sẽ test lại. Đây. Đó, chúng ta thấy nó êm lên, êm vô đúng không? Lấy màu ra, từ từ biến mất. Rồi, sau khi mình test thấy nó ok rồi thì chúng ta sẽ đẩy thời gian này. Ví dụ ta cho chấm 2 thôi. Đó, chấm 2 tức là 0,2 giây thôi. Thì chúng ta thấy nó chạy lẹ lên, đó, lẹ vào. Đó, lẹ lên, lẹ vào. Còn nếu chúng ta đổi lại là Ascent Out thì khi vào nó sẽ êm hơn một tí nữa. Là chạy chậm dần lại. Còn đấy là nhanh dần lên. Đây. Đó.